Thưa quý vị, hàng loạt vụ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị phát hiện. Dù cơ quan chức năng đã có quyết định xử phạt và nhiều biện pháp ngăn chặn, nhưng tình trạng này vẫn chưa dừng lại, thậm chí là hoạt động ngày càng công khai và rầm rộ hơn. Sông Đạ Dần, đoạn chảy qua xã Phú Sơn và Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Biển cảnh báo khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở đất cũng không có gì lạ, bởi cách đó không xa là nơi mà 5 công ty khai thác cát đang hoạt động. Không chỉ trong phạm vi được cấp phép, mà các đối tượng còn cho thiết bị cơ giới ngang nhiên hút cát ở phần đất thuộc vườn, rẫy của một số hộ dân dọc sông. Khi mà sử dụng các phương tiện và thiết bị theo quy định, thì chủ mỏ đây sử dụng các ba tư chế chở theo các máy bơm nối trực tiếp vào ống hút, sau đó di chuyển ba dọc theo các sóng suối rồi hút trực tiếp cát lên bờ. Khai thác cát nó múc sâu, rồi mưa xuống, rồi dần dần nó tôi, rồi nó lỡ đất lập của bà con, lửa xào, một xào chứ đâu, cà phê nó đổ hết xuống không. Không chạm cần, không camera giám sát, các sau khi hút lên được trở đi tiêu thụ. Đang nói không ít đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, dù đã hết giấy phép nhưng vẫn tiếp tục khai thác trong thời gian dài. Và chỉ đến khi một lượng lớn khoáng sản đã thất thoát thì mới bị phát hiện. Trong trường hợp là sau khi đã hết thời gian của giấy phép rồi nhưng mà vẫn còn khoáng sản vẫn còn đang được khai thác. Cái trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai là các đơn vị cũng chây ý, không có thực hiện cái việc hoàn nguyên và đóng cửa mỏ. Và thời gian tới chúng tôi có tiếp tục tăng cường phối hợp cùng với chính quyền địa phương, tăng cường rồi đồng thời đó là nắm thêm các nguồn tin báo của người dân, của cử tri ở địa phương để tiến hành kiểm tra. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phải có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương siết chặt chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xử lý nghiêm dứt điểm các trường hợp san gạt, cải tạo mặt bằng trái phép, tập kết, mua bán, vận chuyển khai thác khoáng sản không rõ nguồn gốc trên địa bàn.